Anh Nương ơi, sắp Tết rồi, em đang có lương thưởng đâu đó khoảng 20 củ. Anh tìm cho em một chiếc máy có thiết kế đẹp, mỏng nhẹ, sang trọng. Em là dân kinh doanh và sử dụng một số phần mềm kỹ thuật. Yêu cầu máy có màn hình đẹp và thời lượng pin tốt một chút mà những cái mẫu máy mới. Em đang phân vân giữa MacBook và em đang phân vân những cái thương hiệu laptop thì cho em hỏi MacBook với laptop thì cái nào dùng tốt trong phân khúc tầm khoảng hơn 20 củ nha. Chào em. Năm hết Tết đến thì chúc em có một năm mới. Thứ nhất là thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, công việc gặp nhiều may mắn em nhé. Anh sẽ tư vấn cho em trong bài này. Hiện nay trên thị trường thì chúng ta sẽ thấy là MacBook đúng không? Cụ thể một chiếc máy bên cạnh của anh đây, sang chảnh, ai nhìn logo biết à, đây là một thương hiệu máy sang đúng không? Và đây là một chiếc Dell đúng không? Với logo Dell, một trong những dòng máy sang trọng đến từ Mỹ và rất là nhiều người thích đúng không? Nếu mà để nói em Mac hay em Dell cái nào hơn ý, thì nó rất là khó. Chúng ta thường có một câu là nước sông thì không bao giờ phạm nước giếng đúng không? Bởi vì cái nền tảng trên Mac ấy thì sử dụng hệ sinh thái đó là Mac OS riêng biệt của Apple. Trong cái đó những chiếc laptop của HP hay của Dell hay của Lenovo ấy thì họ sử dụng hệ sinh thái của Windows. Mà Windows thì nó được cái là nó sẽ đa cái phần mềm. Đấy, các bạn em có thể sử dụng phần mềm nó rất là nhiều bây giờ. Nhưng Mac bây giờ nó sử dụng chip M1 ấy, cái hệ điều hành Windows nó còn chưa tương thích và vẫn chưa sử dụng nhiều phần mềm. Nhưng đối với các bạn mà dùng hệ sinh thái của Apple thì là rất là hay. Thì cụ thể ngày hôm nay thì anh sẽ tư vấn cả Mac cả Win. Sau đó thì em xem phù hợp chiếc máy nào thì lựa chọn nhé. Hôm nay thì anh sẽ tổng hợp lại top 6 những chiếc laptop ở phân khúc mỏng nhẹ sang trọng. Đấy, anh sẽ có thương hiệu HP và thương hiệu Dell đến từ Mỹ, sau đó cũng là Apple đến từ Mỹ. Và hiện nay với phân khúc tầm tiền khoảng 20 củ thì em sẽ có phiên bản đó là MacBook M1 hay là sẽ có M1 và Pro M1. Rất tiếc là tầm tiền này thì chỉ mua được Mac M1 mới thôi, còn Pro thì em phải đầu tư với chiếc M2 bây giờ ấy. Với cả M2 ấy thì vào tầm khoảng 27 28 triệu. Thì cụ thể ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu đó là một chiếc Pro M1 và một chiếc M1 để em xem nhá. Còn đối với thương hiệu XPS máy Dell ấy thì anh sẽ giới thiệu đó là chiếc với phân khúc anh đầu tư khoảng tầm 18 đi. Em xem chiếc Dell Inspiron 5310 mỏng nhẹ sang trọng và trang bị chip H. Sau đó thì anh sẽ tư vấn cho em một chiếc Dell XPS 9315. Đấy, rất là ok luôn. Còn HP sẽ là một mẫu HP Envy. Bây giờ là Envy là phổ thông nhất tại thị trường, cũng mỏng nhẹ sang trọng. Và Envy thì chúng ta sẽ có phiên bản được trang bị i7 thế hệ thứ 12 luôn, tầm có 20 củ rồi, cực đẹp mà hôm qua anh cũng đã giới thiệu rồi. Và một chiếc HP Envy ở phân khúc thường, có nghĩa là không xoay gập 360. Để em lựa chọn nhé, trong video này sẽ có 6 máy. Đấy, mời em cũng như mọi người tham khảo những cái mẫu máy này, thích chiếc máy nào thì nhích nhá. Và những chiếc máy này anh giới thiệu thì nó sẽ ở phân khúc là đồ họa tầm trung và đúng những công việc như em yêu cầu. Bây giờ mời quý vị và các bạn tham khảo nhé. Đúng là tinh hoa của thiết kế. Toàn bộ vỏ máy CNC nguyên khối hợp kim nhôm mà chúng ta vẫn có táo chrome như thế này. Và thiết kế này giống với các phiên bản MacBook Air thế hệ trước đó, chỉ được nâng cấp về CPU bên trong. Trọng lượng tổng thể của máy đó là 1,27 kg. Đây các bạn thấy là những led chi tiết hoàn thiện cực kỳ cao và tỉ mỉ. Độ chính xác rất cao và đây là cái G chúng ta mở máy này. Chúng ta sẽ mở máy vào đây. Các bạn ơi, đây là cổng giao tiếp 3,5 này. Các bạn kết nối ra các tín hiệu âm thanh này. Ở bên này thì hai cổng này thì Apple họ gọi là cổng USB 4 các bạn ạ. Về lý thuyết thì nó giống như kiểu Thunderbolt 3. Đấy, chứ không phải là Thunderbolt 4. Bởi vì đây là chip M1 tối ưu để các bạn dùng cái cổng này. Đó. Và băng thông của nó kết nối ra bên ngoài cũng lên đến 40 GB một giây. Và các bạn có thể kéo ra màn hình 6K qua cổng này. Đấy. Các tín hiệu âm thanh và hình ảnh đều được các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là hai cái hốc này thì nó sẽ đẩy khí nóng ra đây. Các bạn ơi, màn hình trên MacBook Air thì nó chỉ có độ sáng là 400 nit chứ không phải là 500 nit như trên dòng sản phẩm MacBook Pro. Có lẽ là như này thì sản phẩm MacBook Air nó sẽ rẻ hơn. Âm thanh các bạn có thể mở hết ở đây nhé. Đấy. Có vẻ nhỏ hơn một chút so với dòng sản phẩm MacBook Pro M1 các bạn ạ. Nhỏ hơn một tí. Phải nói là góc nhìn của nó này các bạn nhìn này, IPS rất rộng luôn này. Chất lượng âm thanh cực kỳ tốt các bạn nhé. Và chất lượng hình ảnh thì có lẽ là không thể chê được đối với dòng sản phẩm Apple. À, rất đẹp luôn. Hình ảnh mịn, nhìn cực kỳ mịn mắt luôn. Không có gì để chê cả các bạn ạ. Đấy, còn đa nhân thì các bạn thấy nó dùng toàn bộ vi xử lý nó chạy. Lát nữa chúng ta sẽ có điểm số ngay bây giờ nhé. Vâng, thưa các bạn thấy là điểm số của nó này. Các bạn thấy điểm đa nhân của nó là 7.298 PTS này. Trong khi đó điểm đơn nhân của nó là 1.490 PTS. Các bạn thấy nó chạy rất nhanh.
À, xin lỗi các bạn là 46 giây thôi, mình bấm chậm mất 1 giây. Quá đỉnh các bạn ạ, một chiếc MacBook Air có thể edit được video 4K. Thực sự là không tưởng tượng được. Khỏe. Không có Vega rời đấy các bạn ạ, đặc cấp. Vâng thưa các bạn, thì thiết kế giống y hệt so với dòng sản phẩm chip của Intel, đó là chiếc MacBook M1. Thiết kế bên ngoài y hệt luôn các bạn ạ. Trọng lượng tổng thể của máy đó là 1,37 kg, vẫn là táo chrome quen thuộc, vẫn là nhôm nguyên khối như này và vẫn có các màu đó là gray như này và màu silver trắng bạc các bạn ạ. Đây. Đặc trưng của Apple. Và với dòng sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ có hai cổng Thunderbolt thôi. Và bên này nó là một cổng giao tiếp đó là 3,5 để chúng ta kết nối các tín hiệu âm thanh ra bên ngoài. Thiết kế tối giản. Rất là vật sang luôn. Và cái gờ này để chúng ta mở màn hình nó đơn giản hơn. Đây. Nói chung thì âm thanh và hình ảnh của Apple thì chưa bao giờ làm người hâm mộ phải thất vọng các bạn ạ. Độ sáng của màn hình đạt 500 nit các bạn ơi. Và đây là công nghệ màn hình chi tông cảm biến theo môi trường. Tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% sRGB và 88,3% Adobe RGB. Tỷ lệ tương phản của màn hình cực cao 1759 trên một điểm đen các bạn ạ. Mật độ điểm ảnh của nó thì vẫn là 227 ppi các bạn nhé. Độ sáng 500 nits. Chất lượng âm thanh quá đỉnh trong một cái phòng nhỏ như này, nghe quá sướng luôn. Đây, các bạn có thể nghe thấy chất lượng âm thanh trong cái phòng của mình nghe rất sướng. Xem phim nghe nhạc đẳng cấp luôn nhá. Âm thanh của nó rất lớn. Ba mươi ba giây, vãi cả trưởng luôn. 33 giây, một chiếc máy không được trang bị Vega rời, chỉ là chip M1. Thế bảo là mình điểm chấm của nó, mình xem nó xem nào, nó mạnh đấy, và tương đương i9, khủng khiếp thật của Intel đấy. Vâng thưa các bạn, thì mình sẽ chấm điểm một chút, gọi là điểm chấm nhé. Đơn nhân của phiên bản đó là Pro M1 thì nó có điểm số 1519 này, MacBook Air này thì nó có điểm số là 1502. Trong cái đó chip Intel của nó là i9-9880H thì nó có điểm số 1156. Ai chà. Trong cái đó em i7 chip U là 1185G7 thì nó có điểm số là 1515. Đó là điểm đơn nhân. Kinh khủng đấy. Trong khi đó đa nhân để chạy nhá. Trong cái đó M1 là đa nhân thì nó có điểm số đó là 7793. Mac E thì có điểm số là 6992. Trong khi đó thì em i9 thì nó chỉ có điểm số là 8981. Ui chà. Gần bằng i9 luôn. Trong khi đó thì em i7-1185G7 nó có điểm số là 5882. Phải nói là con chip M1 đỉnh cao của công nghệ. Đây các bạn có thể thấy là mình đã cài rất nhiều thứ bên trong này. Các bạn thấy là chiếc máy được thiết kế hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy chỉ 1,3 kg các bạn ạ. Có lẽ đây là một trong chiếc máy có CPU sức mạnh nhất trên dòng laptop, màn hình nhỏ như này. Logo được mạ chrome này. Và cơ chế như này thì các bạn thấy là hai phần điểm này chúng ta mở máy nhé. Nó sẽ kênh chiếc máy cao lên, các bạn sẽ nhìn thấy nó kênh cao lên như này để tản nhiệt này. Và chúng ta sẽ có một cái góc check, bấm bàn phím thì nó cũng rất là sướng. Ai chà, rất mỏng nhưng vẫn có cổng USB các bạn ạ. Khi chúng ta cắm vào thì cái này nó sẽ tự mở ra. Đây là cổng phone của mic để các bạn giao tiếp 3,5. Và cái phần này các bạn sẽ nhìn thấy nó làm cái khe như này để cái bàn phím nhé các bạn ạ. Nó khỏi chạm màn hình các bạn nhé. Thiết kế ra mặt trước thì hơi thoải một chút các bạn ạ. Đây các bạn mở máy cũng rất đơn giản này. Không bố trí bất kỳ cổng gì trước nhé. Ở bên này thì các bạn thấy là cổng sạc này. Đấy, và cổng Thunderbolt luôn. Cổng HDMI thì các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài nhé. Với cổng Thunderbolt 4 sẽ ra băng thông bên ngoài lên đến 40 kbps. Đây là cổng nhanh và mạnh nhất thế giới hiện nay. Các bạn có thể cắm tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài 5K, 6K, 8K. Và cắm sạc này nhé. Và cả hai cổng này thì đều có tính năng cắm sạc các bạn được các bạn ạ. Bởi đã là Thunderbolt thì cắm vào nó tự nhận sạc luôn. Thì nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh nữa các bạn ạ. Đây là có ký hiệu cái sạc này thì chúng ta sẽ cắm vào đây này. Hai cổng luôn. Và có thể kết nối EGPU cắm mình rời từ bên ngoài luôn để tăng sức mạnh cho chiếc máy này. Vâng thưa các bạn, thì khi mình test đây thì mình thấy nhiệt độ của nó này tương đối ok các bạn ạ. Nhiệt độ ở đây thì mình thấy nó ở mức khoảng 69 độ hoặc 68 độ. FPS chúng ta nhận được khoảng 24. Có lẽ là cái mọi thứ đã được tối ưu, tương đối là tốt, mặc dù là chip mạnh như này. Các bạn để ý bên trong máy nó là hai cột tản nhiệt chứ không phải một nhé các bạn nhé. FPS chúng ta sẽ nhận được khoảng 22.
Phần thân vỏ thì mình thấy ở sờ phần trên này thì ấm tay luôn. Phần bên dưới thì mát lạnh các bạn ạ. Bởi vì cái vỏ hợp kim nhôm thì nó dẫn nhiệt cũng rất là nhanh. Các bạn thấy là điểm số với em Cebu nó khỏe, nó kéo lên tận 92,74 FPS. Để các bạn nhìn này. Bình thường nó chỉ có hơn 70 thôi, nhưng Cebu khỏe thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn, kéo đồ họa tốt hơn. Bình thường nó chỉ khoảng 70 FPS thôi các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là cái chất lượng loa ở trước máy tương đối là tốt. Tỷ lệ màn hình 16:10, các bạn thấy là khi chúng ta bật cái video thì nó sẽ như này. Góc nhìn của màn hình IPS bao giờ cũng sẽ rất tốt. Nó đạt 178 độ, các bạn hoàn toàn có thể nhìn trên màn hình rất thoải mái luôn. Độ sáng của màn hình đạt 300 nits các bạn ạ. Và đây là một trong những chiếc máy được trang bị tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% RGB. Rất hiếm những chiếc máy giá rẻ ở phân khúc này mà lại được cái màn hình tốt như này. FPS trên tựa game này chúng ta sẽ nhận được từ khoảng 90 đến trên 100. Và nhiệt độ chơi game thì mình lại thấy là rất là ok và không quá nóng các bạn ạ. Chỉ hơn 60 độ C thôi. Bắt đầu thì mình rất sợ một chiếc máy mỏng nhẹ như này sẽ nóng bởi vì trang bị Cebu quá mạnh. Với những tựa game tầm trung như này, các bạn hoàn toàn có thể cài vào chiếc máy này để vui chơi giải trí những lúc rảnh nhé. Vâng, thưa các bạn, lần đầu tiên trên laptop có màu xanh ngọc trai. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ CNC nguyên khối bằng hợp kim nhôm. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy chỉ có 1,17 kg các bạn ạ, chưa đến 1 cân 2, siêu nhẹ luôn. Các bạn có thể thấy là những cái chi tiết thiết kế nó cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ. Đấy, những cái lát cắt này, bản lề cái dạng xuyên suốt như này. Logo đeo được mạ chrome ở giữa như này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Cái phần viền màn hình nó còn chia làm hai màu là rất đẹp này. Vâng, thưa các bạn, là bên tay phải của mình được bố trí một cổng USB 4 các bạn nhé. Nó còn gọi là Thunderbolt 4. Với băng thông ra bên ngoài cực kỳ khủng, lên đến 40 GB một giây. Đây là công nghệ truyền tải tín hiệu và dữ liệu ra bên ngoài nhanh nhất hiện nay các bạn nhé. Đằng trước các bạn thấy là thiết kế nó sẽ hơi thoải một chút để các bạn mở máy này. Có hai cái lỗ nhỏ này, đây là hạ lỗ mic các bạn nhé. Đây và đây. Và bên này cũng duy nhất nữa là một cổng USB 4 luôn. Và đây là chiếc máy đầu tiên trên thế giới lược bỏ cổng cổng 3.5. Đó là cổng kết nối âm thanh mà các bạn phải cắm qua cổng chuyển này thì mới ra được tín hiệu âm thanh. Đây không biết là cổng lùi công nghệ hay là tiến công nghệ đấy các bạn ạ. Để các bạn muốn cắm hết các thiết bị ngoài vi thì các bạn sẽ cắm qua một cái cổng hub các bạn ạ. Hub sẽ có bộ chia, ví dụ như là HDMI, USB hay cổng để truyền tải âm thanh nếu mà các bạn muốn cắm cái tín hiệu 3.5 ra bên ngoài. Chính vì thế các tác vụ xử lý về đồ họa 4K hay là có độ phân giải lớn hơn cũng như hình ảnh lớn hơn thì nó chạy nó không bị giật, bị lag các bạn ạ. Mình thấy đang test đồ họa mà quạt chạy êm phết. Đây các bạn thấy là điểm số là 77,77 FPS. Vâng, thưa các bạn, thì test ở phần mềm 3D. Ở đây là phần mềm Fullmax thì cho thấy nhiệt độ hoạt động ở mức khoảng trên 60 độ C. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng 20 hoặc 21 và không quá giật. Có nghĩa là chiếc máy này vẫn có thể làm tác vụ đồ họa 3D ở mức phổ thông các bạn nhé. Còn đây là mức 2D. 2D thì máy là cực kỳ ngon và cực kỳ mượt. Các bạn sẽ hỏi là mức FPS bao nhiêu thì sẽ làm được đồ họa 3D? Thì mình trả lời luôn cho các bạn là ít nhất khoảng từ 60 đến 70 thì nó làm 3D mới mượt các bạn nhé. Bởi vì dù gì đây là một chiếc máy ở trong phân khúc Ultrabook và không dành cho những người làm đồ họa chuyên nghiệp. Còn với hệ thống quạt tản nhiệt như này là rất mát cho một chiếc Ultrabook các bạn nhé. Đây các bạn thấy này, nó chạy cực kỳ mượt luôn. Độ sáng của màn hình lên đến 500 nits và tỷ lệ bao phủ màu của nó là 100% sRGB. Đây là màn hình có chất lượng là xuất sắc các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ bật thử test loa. Đây bây giờ mình sẽ giới thiệu cái góc nhìn của nó này. Các bạn thấy là góc nhìn nó cực kỳ chuẩn đúng không? Các bạn có thể nhìn nghiêng với góc 178 độ, hoàn toàn nhìn thấy hình ảnh rõ nét trên màn hình mà không bị sai màu. Đây bây giờ bật loa này, loa của nó cũng cực kỳ mạnh này. Rất to và âm bass rất mạnh. Các bạn thấy là cái tựa game này nó tương đối lặng nhưng mà vẫn có thể chơi trên chiếc máy được ở mức gọi là trung bình. FPS chúng ta nhận được từ khoảng 30 đến 40. Và đặc biệt là nhiệt độ chơi game lại không quá nóng, chỉ khoảng 60 độ C. Chất lượng màn hình thì phải nói là vô cùng tuyệt vời và âm thanh cực kỳ sống động. Chiếc máy sẽ phù hợp chơi những tựa game tầm trung phổ thông như này các bạn nhé. Còn đối với những tựa game chuyên nghiệp thì chiếc máy sẽ không đáp ứng được. Các bạn trước khi cài những cái tựa game các bạn chơi thì nên tìm hiểu là cái cấu hình của game có phù hợp với máy mình hay không thì hãy cài các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là một chiếc laptop đó các bạn ạ. Nếu để ở trên bàn, nếu mà nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy đây là một dòng sản phẩm rất cao cấp đúng không? Tỷ lệ hoàn thiện trên chiếc máy rất cao. Các bạn sẽ thấy là cái logo của HP đều được mạ chrome sáng bóng. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là máy của chúng ta sẽ có màu gold các bạn nhé. Điểm nhấn của máy này, cái đường kẻ chỉ này, rất nhiều dòng sản phẩm HP có. Trong lượng tổng thể của chiếc máy đó là 1,17 kg các bạn ạ. À, các bạn nhìn thấy nào, có chữ NV đằng sau. Đây đúng không ạ?
Thiết kế bản lề cũng rất là khéo luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy này, khi chúng ta mở máy nhá. Đó, các bạn sẽ thấy là khi mở máy thì cái phần này nó sẽ chạm ở bên dưới, hai cái này nó để trên này. Nhưng các bạn chú ý khi chúng ta mở máy để trên mặt bàn nhá, thì nên để trên mặt bàn mà phẳng, không có gồ ghề, tránh trường hợp là làm sức máy. Đây mình sẽ để này. Đó, nó sẽ lâng lên, nó lâng cái đít này lên này. Đó, để làm thoáng khí ở bên dưới. Và chiếc máy chúng ta sẽ kê chuếch lên, là chúng ta bấm phím nó cũng sẽ dễ hơn. Thiết kế bản lề rất thông minh. Đấy ạ. Và toàn bộ vỏ máy đều bằng công nghệ CNC nguyên khối, với tỷ lệ chính xác cực kỳ cao. Bên cạnh phải của mình thì sẽ có cổng sạc này. Các bạn sẽ thấy từ cái cổng USB, nhưng khi chúng ta cắm vào thì nó sẽ này. Còn bình thường thì nó sẽ úp vào, nó sẽ mỏng chiếc máy đi. Và ở đây chúng ta sẽ có một đầu độc thẻ SD, mini SD. Còn đây là lỗ khóa camera, khi các bạn mà cần bảo mật thì các bạn gạt ra, camera sẽ che đi. Đây các bạn thấy đằng trước nó cũng thế này, nó làm những cái gờ như này này. Nó chuếch hình như này vào để chúng ta mở máy này, dễ dàng hơn. Ở bên cạnh trái của mình sẽ tích hợp cổng phone, mic giao tiếp 3.5. Cái chuẩn này rất là phổ thông, các bạn có thể cắm tai nghe điện thoại hay là smartphone. Tai nghe smartphone mà đều nghe được hết các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông ra bên ngoài cực kỳ cao và có thể kéo ra màn hình 5K các bạn nhé. Máy được trang bị chip U và không có card hòa rời, chính vì thế nó phù hợp cho các bạn làm công việc cơ bản về đồ họa, lập trình cũng như các ứng dụng như là Photoshop, AutoCAD hay CorelDRAW, các phần mềm chỉnh sửa các nét video ở mức Full HD. Còn 4K mà con này thì hơi chậm bởi vì nó không có card hòa rời. Vâng, thưa các bạn, là với dòng Cebu i5 thế hệ 10, điểm số rất ấn tượng đó là 794 CB. Tính ra thì sức mạnh của nó sẽ bằng khoảng 80% so với i7-8750H, là con Cebu rất khỏe trong những chiếc máy gaming. Nói thực sự với các bạn, bây giờ dòng chip U bây giờ càng ngày nó càng khỏe, với hiệu năng 4 lõi 8 luồng, tương đối là mạnh để các bạn có thể dùng các ứng dụng về lập trình, các ứng dụng về tính toán, thì với Cebu này nó sẽ rất là ok các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì mình cũng đang test bằng phần mềm Full Max ở chế độ 2D xem chiếc máy của chúng ta khả năng tản nhiệt nó như nào. Các bạn sẽ thấy là ở mức này thì FPS chúng ta sẽ có ở mức trên 400 và nhiệt độ Cebu sẽ ở mức trên 60 độ C. Mình test từ nãy giờ cũng phải 30 phút rồi. Còn ở chế độ 3D thì sao? Các bạn thấy này. Với chế độ 3D thì i5 lại không quá khỏe, mức FPS nhận được thấp, nó là 6 FPS. Và như các bạn thấy là những hình ảnh này giật, thì cụ thể là chiếc máy này sẽ không có khả năng làm đồ họa mạnh như 3D hay render video mạnh 4K chẳng hạn. Thì nó sẽ không phù hợp bởi vì chiếc máy chúng ta cấu hình là dành cho mức phổ thông và trên mức văn phòng một tí thôi các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test màn hình Full HD. Các bạn đấy là đang test trên chiếc màn hình Full HD nhưng mà độ phân giải của video này là 4K. Với màu sắc màn hình lên đến 106% gam màu SRGB, thì các bạn sẽ thấy là gam màu của nó cực kỳ chuẩn rồi. Và độ sáng của màn hình đạt 250 nit, còn là độ sáng ở mức trung bình thôi, chưa phải là ngon. Các bạn sẽ thấy lớp kính ở bên ngoài thì nó nhìn vào màn hình thì các bạn sẽ thấy là nếu như những hình ảnh thông thường chúng ta có thể nhìn thấy phản chiếu trong camera. Cái này thì nói ra thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu một chút, nhưng mỗi công nghệ màn thì nó sẽ có ưu và nhược điểm. Con này phải nói là hay. Đây là Full HD IPS các bạn nhé. Góc nhìn của màn hình sẽ đạt 178 độ luôn. Và ẩm bát rất hay, ôi trà này. Các bạn nhìn màu sắc màn hình có đẹp không? Đấy, rất nét. Việc loa hay, màn hình đẹp thì là sẽ hỗ trợ các bạn trong việc các bạn trải nghiệm các bộ phim này. Chúng ta có thể trải nghiệm những ca khúc, ca nhạc, những bài hát các bạn yêu thích qua cái loa này mà không cần một tấm qua phone hay loa bên ngoài. Nghe này, mình nghĩ là trong phòng hơn 20 mét cũng là đủ rồi. Còn với màu sắc màn hình chuẩn chỉnh thì mình nghĩ là sẽ phù hợp cho các bạn thiết kế đồ họa hay các bạn dùng trong lĩnh vực thời trang, in ấn, vì màu sắc của màn hình nó là chuẩn mà, in ra không bị sai các bạn ạ. Màn hình trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 1,32 kg theo ngôn ngữ thiết kế vuông. Các bạn thấy là vuông thành sắc cạnh này. Toàn bộ vỏ máy đều CNC nguyên khối hợp kim nhôm. Và các bạn thì thấy những chi tiết cực kỳ tinh xảo từ những cái bản lề. Hai ống tản nhiệt đằng sau rất đẹp và khỏe. Nếu mà nhìn vào đây thì các bạn thấy là không quá dày và cũng chẳng quá mỏng. Mình thích thiết kế này. Rất sang luôn. Với một logo HP, mạ chrome sáng bóng luôn. Cái viền kim loại rất là đẹp luôn. Mình nghĩ là không ai cầm chiếc máy này bảo chiếc máy này không đẹp các bạn ạ. Các bạn thấy đây là cổng sạc này. Đây là cổng USB có tích hợp tia sét như này. Chúng ta có thể cắm vào đây để sạc các thiết bị di động nhá, máy tính bảng, đầu độc thẻ SD.
Và các bạn thì thấy là những cái phần G của nó này, để chúng ta mở máy đơn giản hơn. Và đằng trước đây các bạn thì thấy là không bố trí bất kỳ một cổng tín hiệu nào. Và đây các bạn thấy một cổng USB nữa này, cổng phone, cổng mic được tích hợp giao tiếp, đó là 3,5 mm để chúng ta kết nối các tín hiệu âm thanh. Và đây là cổng Thunderbolt 4 các bạn ạ, hỗ trợ các bạn kết nối băng thông lên đến 40 GB một giây. Và chúng ta có thể cắm thêm cảm hình rời từ bên ngoài. Và chúng ta có thể kết nối ra màn hình độ phân giải 5K, 6K. Đấy, các tín hiệu âm thanh và hình ảnh siêu LED bây giờ nhá. 1000 nit độ sáng. Xem chất lượng của màn hình ra sao, chúng ta sẽ chấm qua phần mềm này. Theo tìm hiểu của HP thì nó là 100% sRGB. Nhưng cứ vào đây xem mà chắc. Ở đây chúng ta xem thông số của nó thì chỉ có 99% sRGB và 64% Adobe RGB. Thử xem chất lượng âm thanh của dòng này. Chất lượng của loa Bang & Olufsen chưa bao giờ khiến mình thất vọng cả. Ui chà, còn màn hình độ sáng 1000 nit xem video là chất quá rồi còn gì nữa. Đấy, các bạn nghe thấy là chất lượng rất ổn. Với màu sắc của màn hình như này thì quá chuẩn chỉnh để các bạn thiết kế đồ họa 100% sRGB các bạn. Giá bán của phiên bản này hiện nay mình đang bán ở mức giá là 28 triệu đồng. Nếu như một chiếc Dell XPS thế hệ thứ 10 như 9300 thì nó sẽ có giá cấu hình là trên 40 triệu mà HP làm rẻ chỉ bằng một lửa. Hơn một lửa một chút. Đây, các bạn thấy là trong phòng hơn 20 mét vuông của mình, chất lượng âm thanh của nó to và rõ ràng, âm bass tương đối chuẩn. Nói chung là xem phim, giải trí và làm công việc liên quan tác vụ đồ họa thì quá ổn chiếc máy này. X360 nó phục vụ nhu cầu giải trí rất cao mà các bạn. Các bạn ơi, các bạn chỉ thấy này, FPS lên tận 24. Chính tỏ là Iris Xe của nó quá mạnh luôn. Và nhiệt độ của chiếc máy rất ổn định, chỉ có hơn 60 độ C thôi. Có điều là quạt hoạt động ở tác vụ về đồ họa 3D thì hoạt động khá rõ nếu mà buổi tối. Còn ban ngày thì mình thấy là bình thường. Các bạn ơi, tựa game mình đang cài là tựa game APP. Thông thường thì những chiếc máy phải được trang bị Vega rời mới có thể chơi được tựa game này. Ở đây thì các bạn thấy là FPS mặc dù không quá cao nhưng hiện tượng giật lag không có luôn. Và game 3D các bạn ạ. Cả nhà ơi, ở phân khúc máy này thì chúng ta sẽ tư vấn những chiếc máy thì các bạn chú ý nha. Những chiếc máy mình tư vấn của ngày hôm nay nó sẽ không cho phép các bạn nâng cấp RAM. Nên chính vì thế khi các bạn mua máy cũng phải cân đo đong đếm xem 8GB, 16GB đủ với mình hay không. Với một chiếc máy mà được trang bị RAM 8GB bây giờ thì chỉ đủ các bạn sử dụng trong lĩnh vực dùng văn phòng, công nghệ thông tin cũng như các phần mềm mà đồ họa mức tầm trung. Ví dụ các bạn có thể bật được khoảng 20 tab web và sử dụng thêm các phần mềm như Word, Excel, một hai phần mềm nữa sẽ hết 8GB. Còn đối với các bạn mà sử dụng mà những cái nhu cầu mà cần RAM nhiều hay là chạy máy chủ, máy ảo, chạy giả lập thì RAM 8GB là không đủ. Và các bạn phải chọn những phiên bản được trang bị cấu hình chip mạnh và RAM nhiều, cả màn hình mạnh nhá. Nó sẽ không phù hợp. Đấy, tóm lại cái nhu cầu của ngày hôm nay thì thực tế nó là dành cho dân kinh doanh này, các bạn học công nghệ thông tin này, các bạn dùng để thiết kế design này. Đấy, ở mức 2D, 3D bình thường thôi. Đấy. Và chơi những tựa game tầm trung phổ thông. Tốc độ pin của những chiếc máy này đều đạt là trên 9 giờ nhá. Có nghĩa là hơn một ngày các bạn đi làm mà không cần phải sạc và trọng lượng máy nó chỉ nhỉnh hơn 1 kg một chút thôi. Chính vì thế là thường xuyên di chuyển đi lại là cực tiện dụng đấy. Và chất lượng những màn hình của những chiếc máy này đều là số 1 thế giới. Ví dụ Mac sử dụng chuẩn màn hình Retina. Trong khi đó với dòng sản phẩm Dell XPS thì tỷ lệ bao phủ màu luôn ở mức là 100% và độ sáng rất tốt. Đấy, HP cũng vậy. Hy vọng bài tư vấn này sẽ giúp ích các bạn chọn những chiếc máy đúng nhu cầu với tầm tiền các bạn bỏ ra nhé. Cả nhà mình ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những bài tư vấn mới nhất tại shop. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.